đây là sản phẩm trưng bày của dạng cánh ABS. À, cũng dạ, là mình của Hàn Quốc. Dạ đúng rồi. Thì đây trưng bày đây là sẵn là mẫu mã và màu sắc thì mình có thể là xem thêm. À, dạ. Hương thấy cảm thấy là bên cái showroom quận 9 này khá là nhiều các loại cửa được trưng bày rất là đầy đủ luôn nha mọi người. Dạ. Mọi người cùng Hương khám phá ha. À, anh có thể giới thiệu cho các bạn dạ. Một số. Tiếp đây đó là cửa nhựa gỗ composite hay được gọi tên đó là Sungju. À, đây là dòng sản phẩm cao cấp ạ. Cái này là cửa gỗ công nghiệp. Ừ. Cái này là cửa gỗ MDF melamine. Ừ. Dòng sản phẩm này thì được phủ lên đó một lớp melamine, trên gỗ một lớp melamine và cũng có thể có những thiết kế đó là chống cháy hoặc là chống ẩm. Ồ. Là phủ cái melamine này là sẽ được chống cháy. À, cái dòng melamine này á thì cái lớp melamine là riêng biệt. Và bên trong đó đối với cái lớp gỗ thì mình có thể là phủ thêm một cái lớp chống ẩm hoặc là chống cháy. Ồ. Là mình có thể cửa hàng phủ thêm vô hay là cái đó là theo nhu cầu của khách hàng. Nếu mà muốn phủ chống cháy hoặc là chống ẩm á là tùy theo nhu cầu của mình nha các bạn. Bên đây là cửa gì mà gắn kính đẹp quá vậy anh? Giới thiệu chị đây là dòng sản phẩm đó là cửa ABS ạ. ABS Hàn Quốc được gắn kính nha mọi người. Đây là một cái tấm kính trong suốt nè, mọi người có thể thấy không? Đó, cái này là thì mình có thể gắn kính trong suốt trong phòng ăn nha mọi người. Đó. Rồi. Đó là ô kính lớn và ô kính nhỏ đây ạ. Vậy là Hương cảm thấy là bên cái showroom này được trưng bày rất là nhiều cửa nhựa Đài Loan và cửa ABS Hàn Quốc nha. Cái hồi nãy á là mình chưa có được show ra được cái sản phẩm mà gắn kính của cửa nhựa ABS. Thì bây giờ các bạn cùng Hương tham quan và tìm hiểu một xíu nha. Tại vì Hương cảm thấy là bên đây có khá là đầy đủ tất cả các loại cửa. Nè anh, vô đây. Đây là một loại nữa là ABS luôn nha. Được gắn kính nè mọi người. Thiết kế cũng vô cùng đơn giản thôi, là hai cái ô vuông nhỏ như vậy nè. Đó. Cái đó là gắn kính trong suốt. Các bạn có thể gắn kính mờ. Dạ đúng rồi. Dòng sản phẩm này có thể gắn kính mờ hoặc là kính trong đều được. Hoặc là in hoa văn lên, nếu như mà mình thích kiểu hoa văn thêm thì vẫn được ạ. Là in trên kính luôn phải không anh? Dạ đúng rồi. Vậy là cũng khá là đa dạng ha. Dạ. Còn bên đây là một đây là cửa cũng gì? Cũng là cửa ABS Hàn Quốc luôn ạ. Nguyên sản phẩm đây, giải sản phẩm ở cửa đây là đều là ABS Hàn Quốc. Cái khối ABS cầm vô khá là chắc chắn nha các bạn, rất là chắc luôn á. Nếu mà các bạn có thể thì hãy đến cửa hàng cầm và thử trải nghiệm nha. Hương cảm thấy là nó rất là chắc chắn luôn á mọi người. Nó hoàn toàn là một cái mạng như vậy luôn chứ không phải là được ghép nha. Đó, mọi người có thể thấy không? Đây là được sơn vân gỗ ha. Dạ đúng rồi. Mình khi mình cảm nhận vào thì nó cũng có một cái phần vân gỗ ở trong này rồi. Dạ. Và nhìn cảm quan thì mình thấy rất là đẹp và sang trọng cho căn nhà. Dạ. Đúng rồi. Đó. Những cái mẫu này thì là Hương không có giới thiệu thêm cho mọi người ha. Tại vì đây là ABS Hương đã giới thiệu rồi. Dạ. Mình cùng anh Hương là tìm hiểu thêm nhiều loại cửa mới ha. Dạ. Dòng sản phẩm đây là dòng sản phẩm FDF hoặc MIA. Thì nó cũng giống như là MDF melamine. Thì melamine thì nó thêm một cái lớp melamine ở ngoài. Còn cái dòng bạc mia này á thì là dạng sơn. Sơn trực tiếp trên cái sản phẩm gỗ của mình. Dạ rồi, ok, cảm ơn anh. Còn đây cũng là cửa gỗ công nghiệp hả? Dạ đúng rồi, đó cũng là dòng bạc mia luôn đó. Đó, mọi người có thể thấy là hiện trong showroom á là toàn là những mẫu cửa rất là dễ sử dụng và đa dạng, cộng với những cái thiết kế vô cùng là đơn giản nha mọi người. Nếu mà mọi người có nhu cầu á thì hãy đến số 669 Đỗ Xuân Hợp, quận 9 nha mọi người. Hiện tại là tại showroom Sài Gòn Đo thì có rất là nhiều các chi nhánh tại tất cả các quận khác nhau. Nếu mà mọi người xem Hoàng Hương review á tại chi nhánh nào gần nhà của mình á thì các bạn hãy đến showroom đó để xem và trải nghiệm nha. Dạ. Đây là cái cửa gì vậy anh? Đây thưa chị, đây là cái dòng sản phẩm cửa thép ạ. Đây là dòng sản phẩm cửa thép. Anh show vô đây cho mọi người xem nè. Dạ. Đây là cái loại cửa khá là đặc biệt, cửa thép cho mọi người. Đó mọi người, cái cửa này là sử dụng cho doanh nghiệp hả anh hay là sao vậy anh? Dòng sản phẩm cửa thép này là dùng cho là thanh cái vị trí thoát hiểm của các cái chung cư. Giống như siêu thị đồ này kia. Dạ, đúng rồi. Em thường thấy là mấy cái cửa thép này nè,
của anh thì nếu mà cửa thép như vậy thì nó có chống cháy hay gì cho mình không? Dạ có ạ. Sản phẩm của Sài Gòn Đo thì có thời gian chống cháy đó là từ 60 đến 120 phút. Dạ. Vậy là cái khoảng thời gian đó thì mình có thể phát hiện được, đúng không? Dạ, nó có thể ngăn chặn, ví dụ như là cửa này bị cháy ở trong phòng thì nó có thể ngăn chặn là cái lượng cháy nó sẽ ảnh hưởng ra ngoài, và khi người muốn thoát hiểm đi thì có thể xô cánh cửa này có thể đi ra được bằng thoát hiểm. Dạ. Đây là tấm cửa thần kỳ nha mọi người. Nếu mà bị cháy ở chung cư hương hơi ấy, nhưng mà nếu mà các bạn mà gặp cháy á, thì có lại cái loại cửa này các bạn có thể xô ra và không sợ nóng luôn mà. Dạ. Thì có thể thoát hiểm từ cái lối này ra. Hương cảm thấy cái loại cửa này cũng khá là đặc biệt, thì mình sẽ tìm hiểu cái loại cửa này sau nha. Còn bây giờ thì hồi nãy là anh có nói với Hương á, là anh muốn giới thiệu cho Hương loại cửa nào cũng dạ, được rất là ưa chuộng tại cửa hàng Sài Gòn Đo. Dạ. Thì để như yêu cầu thì mình hôm nay sẽ giới thiệu cho chị đó, với các bạn đó, là dòng sản phẩm cửa nhựa Đài Loan. Đây là dòng dòng sản phẩm này thì sử dụng rất là rộng rãi và có thể dễ thiết kế theo cái mẫu mã của người dùng ưa thích. Anh có thể nhắc Hương và các bạn đi qua xem được không ạ? Dạ mời, bên này ạ. Là cái cửa mà hồi nãy là anh giới thiệu cho Hương luôn phải không? Dạ đúng gồm rồi. Gồm có khoảng, để Hương đếm coi nha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 mẫu hả anh? Dạ đúng rồi. Hiện tại đang showroom 669 Đỗ Xuân Hợp thì đang trưng bày đó là 6 mẫu của cửa nhựa Đài Loan. Thì thiết kế ở đây thì cửa nhựa Đài Loan là thiết kế là nhựa cao cấp được nhập khẩu từ Đài Loan, và đây là dòng sản phẩm có thể ghép thanh. Nè anh, sâu xuống dưới cho Hương cho các bạn xem nè. Đây là dòng sản phẩm có thể ghép thanh. Tại sao mấy cái thanh này có thể di chuyển được vậy anh? Dạ, đây là những cái thanh trượt mà khi gắn vào với nhau á là khớp, và mình có thể là thay đổi thiết kế để cho nó vừa đẹp mắt và vừa tiện dụng. Nó có thể là thoát hơi. Nó thoát hơi giống như là nhà mình kính quá, không có được cửa sổ thì nó sẽ thoát ra từ cái chỗ này. Hay quá ha. Đó mọi người, cái cánh cửa này thì nó cũng gắn một cái kính mờ mờ nè, thích hợp à. Ủa anh, cái này kháng nút với cả các công được không? Dạ, cái dòng sản phẩm, đối với dòng sản phẩm của cửa nhựa Đài Loan này thì bởi vì tính chất cấu tạo của nó là nhựa, và loại cái tất cả những trong đây là loại thép, thành thử ra là việc kháng nước là việc đương nhiên, và cái việc lắp đặt của nó thì cũng rất là nhanh chóng. Thời gian sử dụng đối với bộ sản phẩm này thì rất là tốt ạ. Tại vì bao nhiêu lâu anh? Nếu mà nói dư vào thời gian lâu á thì đó là tùy vào cái lực mà đóng vào cửa. Nếu mà cửa mà mình sử dụng về lâu về dài mà đóng vừa tay thì tất cả Hương hiểu ý anh nói rồi. Nếu mà các bạn muốn sử dụng đồ lâu thì đồ vật gì cũng vậy thôi, các bạn phải biết bảo quản. Nếu mà các bạn mà kiểu hao hay là phá hay là bùm giận ai mà đánh cái bùm vô thì nó cũng phải hư thôi, đúng không nè? Đó, bởi vậy thì người ta mới bán được cửa chứ trời, xài mà không hư sao bán được, đúng không? Đây là một cái mẫu cửa truyền thống phải không anh? Dạ, cái này là mẫu cửa này là dạng mình làm giống như là giả gỗ. Và màu này cũng là màu vật mi sẫm để cho dễ sử dụng đối với những cái tường. Nhưng mà mấy cái thanh này là ghép không anh? Dạ đúng rồi, những thanh này là thanh trượt ghép với nhau bằng những cái loại đinh chuyên dụng. Đinh chuyên dụng mà. Dạ. Đinh chuyên dụng đó thì tại xưởng thì của Sài Gòn Đo thì sẽ lắp đặt vào và để giữ cố định bộ cửa này không bị xê dịch rồi. Vậy cũng khá là hay ha mọi người. Cái này nó không phải là một cái mạng giống như là cửa ABS Hàn Quốc, mà nó là gồm, nó có hai loại đúng không anh? Dạ đúng là rồi. Một là ghép vô, còn hai là đúc luôn ạ. Hai là đúc luôn. Cái loại mà một mạng không á là gọi là đúc nha mọi người. Đó, khá là hay. Còn đây là cái khóa truyền thống thì mấy bạn cũng đã biết rồi ha. Rất là chắc chắn và chỉ có 150.000 một bộ thôi. Dạ. Đó, rất là ok luôn nè mọi người. Thì cái loại cửa này còn được gắn kính nữa. Bên đây nha mọi người, theo chân qua bên đây nha. Thì ở đây cái gắn cửa nhựa Đài Loan này là nhựa này là được nhập khẩu toàn bộ là từ Đài Loan luôn phải không anh? Cửa nhựa này thì được nhập khẩu là nguyên khối từ Đài Loan, và những cái thanh này sẽ được lắp ghép bởi xưởng của Sài Gòn Đo.
À, vậy các kính bạn có thể hoàn toàn yên tâm nha. Còn kính thì sao anh? Anh nói tiếp đi anh. Kính này thì được thiết kế mình chọn mẫu mã trên thị trường cũng được, hoặc là muốn Sài Gòn Đo thiết kế theo kiểu riêng của mình vẫn được. À, nói chung là thiết kế theo sở thích và nhu cầu mong muốn của khách hàng là đều ok hết phải không nè? Dạ đúng rồi. À, đó. Mọi người có thể thấy là khá là nhiều các sự lựa chọn ha. Đây. Dạ. Này. Rồi bộ sản phẩm cửa nhựa này thì có cái ron chạy đây là dùng để chống va đập khi mình đóng cánh cửa và khít gió. Cái này là inox nè. Dạ, còn dòng sản phẩm của bản lề này là luôn luôn sử dụng bản lề đó là inox 304. Thì dòng inox này là không bị hoen rỉ qua thời gian hoặc là bị do nước. Anh có thể chia sẻ cho Hương là với mức giá khoảng bao nhiêu tiền thì mình có thể sở hữu cửa bên cửa nhựa Đài Loan được không ạ? Chia sẻ cho các bạn cùng biết luôn nha. Giới thiệu anh nói với các bạn và chị Hương cùng biết là đối với một bộ cửa sản phẩm cửa nhựa Đài Loan này á thì có tầm giá từ 1.8 triệu đến 2.6 triệu. Wow. Thì không vậy anh? Dạ. Trời ơi mọi người tin được không? Vừa có thể sử dụng trong nhà vệ sinh là cách âm nói chung là chống tiếng ồn nè, rồi kháng nước nè. Dạ. Và độ bền cũng rất là cao mà chị có giá là có giá là bao nhiêu? Dạ từ 1.8 triệu tới 2.6 triệu. Hương tưởng là Hương nghe nhầm hay không á? Dạ đúng rồi. Dạ cái đó là nguyên một bộ ạ. Tất cả cửa nhựa bên Sài Gòn Đo thì là tính theo bộ. Còn cửa gỗ thường thì mọi người sẽ tính theo là mét vuông. Wow, ok, vậy mọi người cũng đã hiểu rõ rồi ha. Thì là vậy thì cái cửa nhựa Đài Loan này á là mình tính phí trong đó là đã bao gồm công nắp đặt chưa? Dạ đúng rồi. Dạ, đã bao gồm đó là trọn bộ, cái giá đó là đã trọn bộ là công lắp đặt và phụ kiện. Dạ. Đó mọi người. Thì hồi như hồi nãy là anh Hương đã chia sẻ cho các bạn biết đó là nếu mà cái tấm kính như vậy nè mọi người có thể thích gắn hoặc là không thích gắn. Và nếu mà gắn lên đó các bạn có thể bỏ trơn luôn hoặc là in hoa văn, họa tiết thì các bạn có thể tự do sáng tạo tùy theo sở thích của bản thân. Nhưng mà anh Hương cho Hương hỏi tiếp thêm một cái nữa nha, đó chính là những cái họa tiết trên đây nè. Những cái họa tiết đó thì là mình có thể tự thiết kế hay là ở trong Catalo đã có những cái mẫu thiết kế sẵn phải thiết kế theo xưởng hay là sao anh? Đối với những khách hàng mình mới tham khảo lần đầu tiên về trong việc sử dụng cửa thì mình có thể là tham khảo trên Catalo. Còn nếu như những cái khách hàng đã sử dụng lâu dài rồi và mình muốn đổi mới cách tân thì mình có thể sử dụng theo cái mẫu mã của mình. Đó, mọi người thấy không? Nói chung là với cái em cửa nhựa Đài Loan này thì là mọi người có thể tự do thiết kế, sáng tạo ha anh? Dạ, đúng rồi. Đó, mọi người thấy không? Tại serum quá với cái mức giá là quá là hồi luôn, rất là ưu đãi luôn nha mọi người. Thì mọi người có thể tới serum của Sài Gòn Đo, có rất là nhiều chi nhánh nha mọi người. Mọi người nhớ theo dõi video của Hương để biết được là những cái chi nhánh đó ở đâu nha. Thì đây cũng là một loại cửa truyền thống của Việt Nam. Với cái màu này thì mọi người đã quá quen mắt rồi đúng không nè. Đây, đó, cái kính cũng truyền thống luôn. Dạ. Ở nhà Hương cũng có cái kính giống như vậy nè mọi người. Đó, thường thường á thì là Hương thấy bố mẹ gắn trong nhà vệ sinh với lại nhà ăn. Đúng không anh? Dạ đúng rồi. Đó. Và đây, chúng ta khám phá cái cánh cửa cuối cùng nha mọi người. Cái này thì phong cách khá là hiện đại luôn. Và Hương cảm thấy là cái kiểu thiết kế này cũng vô cùng sang và bắt mắt nha mọi người, rất là hiện đại luôn á, với những cái chi tiết cũng không có quá gọi là cầu kỳ quá. Đó, đây là những cái thanh mà thông gió rồi đúng không anh? Dạ đúng rồi. Nói chung là có hai mẫu nha mọi người, mọi người có thể có nhiều sự lựa chọn. Đối với việc thi công lắp đặt bên Sài Gòn Đo á, thì lắp đặt có thể là tư vấn, các nhân viên có thể tư vấn về kích thước ô tường để chừa phong thủy cho căn nhà bạn. Rồi hướng dẫn cách lắp đặt nếu như bạn có thể tự lắp đặt. Dạ. Và dòng sản phẩm đó thì rất là đa dạng về mẫu mã và màu sắc. Thì các bạn có thể là lựa chọn dễ dàng đối với phong thủy riêng của mình. Dạ. Rồi, Hương cảm ơn các bạn và anh chị đã theo dõi kênh Chợ Sài Gòn. Và các bạn đừng quên nhấn like và share và subscribe kênh của Hương nha.
như đã hứa thì tập lần sau Hương sẽ review cái cửa thép và cửa chống cháy cho các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hương và anh Hương xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Bye.